sẽ đem đến lợi ích gì cho bạn. Này nghe này, bạn học cái môn học này thì môn học này sẽ đem đến lợi ích gì cho bạn. Học rồi lợi ích gì? Ngày đó mình trình bày thôi, những ngày nữa mình sẽ trình bày theo một lăng kính khác. Lợi ích của môn học ví dụ pháp này ấy, giúp cho chúng ta hiểu hiểu gì học rõ ta là ai, ta là gì, ta là ai, ta là gì, đấy là gì, hiểu rõ những gì trống trống ta hay là ta là ai. À, hiểu rõ. Thứ hai là hiểu rõ những gì xung quanh ta. Những gì xung quanh ta là cái gì đây? Tốt. Chúng ta là cái gì đây? Cái gì là những gì xung quanh con? Xung quanh con có cái gì? Vật thể có người. Nhấn sao cả? Là hữu tình và vô tình. Giờ hữu tình là vô tình đó. Tại vì có tình, hữu tình là có tình, cả không có tình. Người là có tình, chó mèo heo gà có tình hết. Còn vô tình nhìn là những cái vật vô trí này, thế gọi là thể giới vật chất này. Và những gì hiểu rõ, những gì mà mình hướng tới, những gì mà mình hướng tới, mùa hướng tới. Cái mùa hướng tới cũng như là tao thôi. Tao quá. Cái hướng tới đi, hướng tới cái gì? Người ta sẽ hỏi đây bạn hướng tới cái gì đây? Đâu là một người không phải là bất cứ ai có thể hướng tới ba đâu, biết chắc đúng không? Biết chắc nên đủ năng lực đâu thôi. Có nhiều người họ chỉ muốn hướng đến cái gì dạng đơn thân đó. Nam chỉ biết mày không mệt hả? Hướng đến thì có hai cái hướng đến. Hướng đến trong hiện tại. Và tương lai. Trong việc sống hiện tại này. Việc sống tương lai này. Nhưng mà tương lai thì việc sống tương lai điều hoàn toàn phù hợp với việc sống hiện tại. Hiện tại là nhân, tương lai là quả. Thấy chưa? Thì hướng tới cái gì? Ví dụ một người á, họ cao dôi. Có thể cao dôi về thiền, cao dôi thiền. Thiền thì có bao nhiêu chiêu hướng thiền? Thì biết đó. Thiền thế này, thiền thì đừng có hiểu rằng á, thiền là gì? Chỉ là một cuộc vấn đề chung. Nhưng mà thiền đi là hẳn liên hệ đến nhiều cấp độ. Hẳn có thể gọi là thiền, nhưng mà hẳn có rất nhiều cấp độ khác nhau. Thiền đối với dục giới này, đối với sắc giới này, đối với vô sắc giới này. Để thế cả cái kinh ký chứ thì hiểu nhắn tư, cứ tư dụng nó vào sao. Thì thiền một xíu thế giới này.
Nếu thì giờ con gọi là cái thiền, nếu thì được ban á, nếu mà được ban thì cái thiền nếu thì dạy con được đó. Thì nên đấy, chúng ta phải làm rõ một điều. Mới chấn đệ thế hả? Cái đấy đụng đệ phương diện của đụng đệ. Nếu mà cái đấy phải là cái mà để mà vi phạm, cái đấy phải là vi phạm vào thế này. Ông loại thì đụng đệ đụng đệ này. Ví dụ pháp ở đây cả nó gọi là ta là na cái tục đệ, mà tục đệ nên được chia thành hai loại. Loại gì? Tục đệ chế định nha. Thì tất nhiên nó sẽ chỉ là hai loại, hai tục đệ có hai loại. Đấy là mình ổn lại đó nghe. Ổn lại cho ngay vừa rồi qua thì chặt vì một phút còn nắm bắt được. Nhưng mà sức đào thì gọi là đào một tỷ thôi. Đào á không đi theo một quy trình cũng được nữa, mà chứ lại chỉ quy trình việc mà đào đào có thể đào núi đào vậy là để chúng sức chặt vì còn nắm được. Thế cái ạc thả này là vật, ạc thả này là vật rồi. Cái bánh nhật tí là được quý ước ra. Có hai đấy, là mà nó tính gọi là tư ngữ, nó tính gọi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào về đây một. Đi hiểu rõ về một tí. Như thế nào là Attha Bánh Nhất Ti, có bao nhiêu loại Attha Bánh Nhất Ti và có bao nhiêu loại nam mà bánh nhất. Và đấy chúng ta sẽ đi sâu sâu về làm những cái cần như vậy, làm cái cần như sẽ đến bay của Đức Phật tại nhà tốt nhất là bạn đúng. Và vì phải hiểu này, bánh nhất ti là quý ước, là chế định hay là được đặt ra. Còn cái thả lên là vật đó. Còn na mã là tiếng gọi hay là từ ngữ. Thì Attha Bánh Nhất Ti này là có hết tất cả là bảy bảy pháp để trình bày. Và đến đây là có sáu pháp để trình bày.
ta biết rồi nhé. Học chưa? Học rồi đó. Để tới đó mình thấy rằng á, tất cả điều năm tiếp tục đấy. Cuối cùng mình thấy rằng này, tất cả những cái gì trong cuộc đời này điều còn là trong hàm trung của tục đấy. Không có một cái gì gọi là chân đấy. Mà chỉ có là mình từ bản thân mình đi vào trong sự tu tập thôi. Mà tu tập cái gì mà tu tập đúng với chân đế, chẳng phải là tu tập là vô chân đế được đâu. Tu tập thì có hai phương diện tu tập, có tu thiền định với thiền tuệ. Mà tu thiền định vẫn là tốt đấy. Anh quan sát cái gì, anh tu cái gì thì anh mới vô được chân đế. Mà chân đế đó mới là sự thật vốn xưa nay. Mà dù Đức Phật có ra đời hay không, nó vẫn là như thế. Chứ Phật không có ra đời, nó cũng như thế. Mà chứ Phật có ra đời chẳng nữa, nó cũng như vậy. Đức Phật chỉ nói ra thôi, chứ không có gì làm mới hết. Ngài cũng chỉ thấy bất kỳ một cái gì mới, mà cái đó bàn bạc đến trong, tại được gọi là tục định. Bên trong cái mà chúng ta sử dụng là con người này. Những vì chúng ta sử dụng quá quen lâu ngày như người nghiện ma túy, nên chúng ta không bỏ được, không ra được. Mình bị mắc xấu dày quá rồi, anh tàn chất chứa quá lâu đi rồi. Anh ấy chưa nói gì mà bước ra. Nhưng mà muốn bước ra thì chúng ta phải được hướng dẫn cái quy luật, chúng ta phải bước ra nó. Tôi xin nói đây này, pháp học là như một cái hồ, người thấy một cái hồ ấy, nó đào cái hồ, pháp học như hồ, đó, cái hồ quan trọng thì khi nở đâu pháp hành là như nước được chứa trong hồ. Nếu không có Phật học, không có cái hồ, nếu có chữa được cũng hồ không? Đó. Rồi khi được chữa Phật thăng á, khi gặp vị tu tập của thăng tự là hoa sen, hoa sủ mọc lên từ hồ. Đó. Đó, hoa sen đó. Thấy chưa? Hoa sen, hoa sủ mọc lên từ hồ. Là cầu nghĩa rằng phải có cái hồ, việc mình được chữa trong hồ, nó xem nó sụn rồi mọc lên từ hồ, có nghĩa là hồ là phải có. Không học là không làm bất cứ một điều gì được hết. Cho nên ngay ông xã lại phất với một cái trình độ học bạc uyên thâm mà không được một người nào khai mở. Tôi cũng giặc ngồi cho con, ông cũng phải học. Ông học cái gì? Ông còn học vô cái chân đế. Ông nằm trong cái tục đế, quay cuồng trong cuộc tục đế rồi mà ông không gỡ ra khỏi cái ta này đâu, không ra nổi. Cho nên cuối cùng á, mấy ông cũng không ra nổi. Để khi ngài Asati là các pháp tư duy mà sinh ra vợ ngộ liền, chỉ cần chính đó toàn bộ tâm trí cũng bưng sáng ấy. Chỉ sáng giặc nó đẹp cái ông luôn. Đó là lần mà ngài xả lời Phật thể nhập chân lý lần đầu tiên. Cho nên chuyện đắc quả vị tu đà hoàng. Các vị thấy bậc thánh tu đà hoàng với a la hán là có khác nhau như thế này, cảm đề cảm vị hiểu này. Từ a la hán tu đà hoàng, từ đà hàm a la hán a la hán, đây là chuyện xác lên là giống một sự thật. Thì bậc thánh tu đà hoàng là mới thấy chạy chân lý, thấy bình chạy lên đi, mặt bên đi chưa thấy, mặt bên đi chưa thấy, mặt bên đi chưa thấy, đến thế một mức độ cao hơn sẽ thấy mặt này,
Lúc đầu thầy mặc này, lên thầy tròn mặt này. Họ sẽ thấy chân lý hơn thầy khác cái kia nữa. Chẳng vì phải hiểu là hiểu. Hiểu như vậy ấy chứ. Nếu mà là đôi công lý là không có, nó thầy cũng sắc đó. Nhưng mà càng này chưa thầy được khỉ cắn này. Cho nên phản đoán về khỉ cắn này có thể sai. Phản đoán về khỉ cắn này có thể sai. Khỉ cắn này sai. Nhưng mà thật sự cảm thấy đã được khỉ cắn này thôi. Tròn vẹn. Thế bây giờ chúng ta sẽ trình bày qua 6 pháp thuộc danh khái niệm là cái gì đây? Thế các vị cuối cùng thì là thấy một điều đi. Tất cả những lời dạy của tất cả các bậc thầy, tất cả những cái gì được trình bày trong tám đại kinh điển chỉ là phương tiện, không còn cái gì gọi là chủ văn. Giống như mình đọc tất cả mọi cái kinh điển, tại những cái đó là chủ cấn, ở gì là gọi là chủ cấn cả, mà chỉ là những tiêu chỉ được những ngọn tay chỉ trắng thôi. Người ta nói vậy đó, mình nướng đến ngọn tay để mình nhìn tới mặt trăng, để thấy mặt trăng. Cái ngọn tay không phải là mặt trăng. Kinh điển là như ngọn tay thôi. Mình biết sử dụng là mình thấy được ánh sáng chân lý. Còn mình sử dụng không khéo thì mình nó trở thành đâm lưa lây và mình xa vào đó luôn. Hoặc là một cái chỗ mà ăn chơi trạc tạng làm cho mình bị đê mê trong chìm đắm trong luôn, không ra được. Cho nên khi chúng ta học thì muốn học này này, toàn bộ những cái gì mà các vị hiểu sai từ xưa đến nay được đào phải thầy. Bởi vì các vị thấy không có một ai, không có một thương đế nào, không một oái lực nào có thể tháo tụng đến cuộc sống của chúng ta ngoài những trạng thái tâm, ngoài những vận hành tâm lý. Và khi những vận hành tâm lý được khởi lên thì có bao nhiêu duyên nhân, bao nhiêu duyên tạo nên những cái vấn đề tâm lý ấy. Có ai ở trong này vì về hiểu đến mức độ như vậy? Không có một vị Phật nào hết, Phật nó tới dập điện bao tới Ấn Độ, không có phải là người Việt Nam, chúng ta không quen ngài, chúng ta không biết ngài. Những giáo lý của ngài chúng ta cảm thấy phù hợp với chúng ta, và khi chúng ta áp dụng vào chúng ta thấy nỗi khổ niềm đau nó giảm đi ở phương diện nào đó tùy theo khả năng của mình, mình bắt đầu lấy ngài làm thầy, lấy giáo lý của ngài làm thầy. Mình bỏ đi giáo lý mà mình hướng để một cái tường bằng đất sét, bằng đồng, bằng xi măng, bằng này, bằng đò, gió một ánh kiến trúc nào á, anh tô anh vẽ lên á, cái cây đó là mình mấy sống nào nướng vào đó để nhớ lại toàn bộ những lời dạy của ngài thì được, mà nướng vào đó để bỏ đi tất cả những lời dạy của ngài, chó răng đó là có một thân lực gì ở đó để mà câu người ba đi, đó là điều sai là muốn thiệt cơ học được được. Đạo đức Phật của nhà, sống của nhà. Đạo Phật là cũng có đạo là con đường, mà Phật là giác ngộ, con đường đứa để sư giác ngộ, cũng còn con đường đứa để mê tín hết lên những cái mà phi thực tế, phi thực tế là được. Cái gì mình có thể nắm bắt được, có thể cảm nhận được, có thể hiểu được, thì cái đó gọi là lời của Phật dạy. Có những cái gì mơ hồ trừu tượng mà bản thân mình chỉ nghe một ai đó nói rồi mình cảm thấy nhiều người theo rồi mình theo rồi đó, thật sự mình hiểu cái đó là như thế nào, có phù hợp với mình hay không, mình áp dụng vào cuộc sống của mình như thế nào, mình có hiểu được điều đó đến cặn kẽ đó.
dám lấy cặp vị về hiểu từ ngực nhé, từ ngực, từ ngực người ta dùng trong văn chương từ nghĩa trong tất cả mọi cái ngôn ngữ ở trong đời vị về hiểu thì dám là như vậy. Dán đấy không còn nghĩa là dán trong dán sắc, hiểu nè, đừng có hiểu dán lên trong dán sắc. Cái dán trong dán sắc là nói là tâm, nhưng mà dán này là như thế ngoài nói tư ngực đó. Dán chân chị định hai phí dân chân ba dân chân dân chân đó loại là sinh đào thôi. Cái xào cứ sợ tới hàng xào cái có xào nấu cơm có nấu 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 hàng nấu cơm chưa học đấy này sư hỏi cái nghe chứ. Và khi dân chân về đình dân khí nào cả vì mới học bố đấy rồi cả vì thấy đấy cũng đọ một cái nơi chính là kề nào mà làm cho cả vì câu cho cả vì cái siêu phẩm từ bạn đến cho cả vì cái thằng đông cú tập là mình muốn sẽ hồi được không thế nào là dẫn chân chạy đến anh ấy A này B này A A này B B này A A B này B A học rồi như vậy thấy chưa đấy A B A A B B A B B A nhận diện thô khớm, diện thô khớm nên mình đọc được. Về mà học từ A A B B được về lắm thường một à rồi chứ tâm phúc định nghĩa nó sẽ thể nào là dán trên thì dán trên thì từ ngữ để mô tả để học chấm để là cái dán tư này tư này được đặt ra này này coi này coi trên đây này từ ngữ hay danh từ danh xưng được đặt ra để mô tả cái phạm chấn chấn đề ví dụ tâm tham tâm tham 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 sai ví dụ là tâm tâm hay là hả 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 được đặt ra để mô tả cho không phải là chứng nghiệm được phạm không thuộc về chứng nghiệm thì thuộc về tục cho nên thì em biết tôi ăn tôi ăn thì thầy cô
Nhân chân, nhân chân chỉ đến. Đúng rồi, là những danh từ được mô tả được một pháp chân đề mà vì sao cũng một pháp chân đề. Cho nên khi mình hành là mình hành vô các pháp chân đề mà đúng cái con khí nó tật hết, hiểu chưa? Để mình học được những việc cái này. Pháp nó là đúng, ví dụ cái nó là đúng này, được chân đề này. Khi mình ăn thiêu lên phố phải để lại thôi. Không phải để lên là tục để hết lên lượt quá. Ví dụ như là ngộ ứng là sắc thọ tưởng. Ủa, ngộ sắc là ngộ ứng sắc thọ tưởng. Tâm vậy. Tâm tham này. Tâm là một vị trước là tục là pháp chân đề này. Tham, vị sáu cũng là chân đề này. Hay là ngộ ứng là vô ngàn này. Xây dựng cái bằng ngã là sai, cái pháp lớn phải là pháp chân đề, cho nên mình bỏ nó đi. Giống như ví dụ á, anh hướng anh tu tập một thời gian, anh thanh tựu một cái gì đó, cái bằng ngã được xây dựng lên, cái việc này sai. Và cái pháp chân đề này, mà anh lui vào một tục đề. Một tục đề là cái nơi mà quẩy dây tất cả những cái phiền não có gì. Có ở trong gọi là lầu. Lầu. Lầu là con ro cái gì con rớt qua trong lúc lâu sinh tình cái gọi là gì lầu lọt kỳ danh chân. Kỳ danh chân chỉ định là những vị tư ngữ được đặt ra để mô tả về đâu là phi danh chân đề vì sao cũng phi danh đề. Ví dụ tôi là hùng, tôi là hùng, hùng là tôi. Nhà của tôi, nhà của tôi, thân tôi, tâm tôi. Danh chân phi danh chân chỉ định là những từ ngữ được đặt ra để mô tả về đâu thuộc chân đề nhưng về sau thuộc được phi chân đề là gì? Tham là tốt. Cho nên khi nào chúng ta hành thiền mà chúng ta đồng nghĩa cái tham với cái tôi là chúng ta đặt xa. Cái này không thành được. Hoặc là tôi là hung, hứng là tôi, cái này cũng không thành được. Và tất cả những cái hành của chúng ta là phải nằm trong những cái pháp như thế này. Thì hai pháp đó là chúng ta thực hành mới được. Còn nếu như ngoài hai pháp đó ra chúng ta hành điều là sai. Phi danh chân chỉ định là về đâu là phi chân đề, nhưng mà về sau lại là chân đề, để tôi tham, tôi tham. Tham là một sự thật, là một pháp chân đề, nhưng mà tôi là tục đề, cái này hành tục được.
tham dục. Vì khi tôi tham thì phải có cái gì? Đối tượng để tôi tham. Thì phải có đối tượng, phải có cắn, hay là có người, người để tôi tham. Mà khi mà mình đặt cái tôi vào trong cái tham này á, mà liên hệ đến những cái vấn đề này, tâm không bao giờ có quả tham. Vì mình cứ nghĩ đến cái cắn như thế này, cái đầu tư nó không. Cho nên lúc đó mình về về cái tiến đề này á, thì mình mới tham được. Có xây dựng cái tối vào, giống như ví dụ thế này, sư thầy một anh hôn anh chửi sư, mà sư là sư làm đó, sư chấp nhận rồi, anh chửi sư được, anh là một tật tự anh có quyền nhưng chửi sư. Khi mà anh chửi sư như thầy, kỳ long từ trong của sư bị hạ thấp quá, nên sư bắt đầu sư khắc cổ ghi tâm từng lời từng chữ của anh vào trong tâm thức của sư, và sư gọi là anh đi rồi, anh đã đi lại xe rồi, con không anh vì sư là gọi như cục lên bơ xuống vua. Ví dụ thôi, đừng có biết, đừng có kể lại ai hết, đừng nghe cũng lòng rồi thôi chứ. Bây giờ anh đi rồi á, thì trong đây sư mừng con tiếp tục gửi lại tất cả những cái gì mà anh đã nói thì sư trước đây và cảm thấy rất là uất ức. Thì như vậy á, lần sau cũng bao giờ mà chấp nhận sự hiện hữu của anh nữa, là mình thù quá. Thì như vậy càng để ý đến uống bao nhiêu thì nổi bực tức dần hơn của sư nó được kéo dài bấy nhiêu. Thì lúc đó điều như sư bỏ đi cái tôi, sư chỉ quan sát cái sân của sư thôi, thì lúc này sư mình thoát rồi. Thế này cũng còn tôi, còn người, cũng còn cái gì, chỉ còn một trang thải tâm, trang thải tâm thì vậy mình thoát rồi. Thì vậy nhé, cảm thấy có biết anh thi ăn thêm nhiều chứ, cái đó đã mất điện tới hoa nó nổi đi mà nhiều hơn chút. Rồi cho nên khi đặc biệt trình bày, đặc biệt thấy này, toàn bộ kinh điển của Đức Phật thì ngài trình bày hoàn toàn là trong phạm vi hết tất cả những từ ngữ trong kinh điển thì Đức Phật sử dụng sáu cái pháp này mô tả. Pháp tục đèn có, pháp chấn đèn có. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đi đến giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải trở về với pháp chấn để mà tu. Còn pháp tục đế thì chúng ta không bao giờ, chúng ta có thể thành tựu ở mức độ tâm linh nào đó, nhưng mà về sự giác ngộ giải thoát thì chúng ta không có đạt được tu cảnh rốt rốt ráo được. Đúng, bởi vì chúng ta vẫn có xây dựng ở trên cái tường, chúng ta tự ở mà chúng ta tự để giúp cho một cái ví dụ mình thiền về tâm tư đây. Thì tâm tư là phải có tối, tối đã khởi lòng tâm tư, nó phải có đối tượng để tôi yên chứ. Rồi khi các nghi dự giới mấy cộng năm tiếp tục để không có ai dự giới, các nghi là như dự giới. Con xin dựng vấn dự điều học như vậy, con xin vấn dự điều học như kia. Đấy chứ, tục đệ và cái người mà đang tuyên giới cho mình đó. Tôi cả vì cúng dương thì phải có mình cúng dương, có đối tượng đến kho nhân sự cúng dương. Tất cả những cái đó đi vô trong tục đệ này. Hoặc là cả vì làm cái biện sử gì đó, cả vì tu tập thì không là tục đệ không có. Tại vì dùng ảnh sáng để tu tập cũng vậy thôi, anh ta đã chết đấy. Đó là cả người bố, cả người thấy khục, thắng và là hại hùng, nhưng mà định về bản thân mình, ai cũng phải hại hùng. Thì mình hình như mình, bây giờ mình đến một cái vấn đề mà hình như mình đánh bất minh, nó sẽ đánh bất minh. Bốn cái chân để mình sẽ đánh mất đi cái tôi của mình. Nhưng khi chúng ta đánh mất cái tôi của mình, chúng ta không tồn tại.
Không phải là chúng ta sống, mà nếu như chúng ta sống được trong cái tinh thần như vậy, chúng ta sẽ hòa nhập với càn khôn vũ trụ này, là khi đó là chúng ta thuần theo, gọi là như thế, gọi là thuần pháp. Chúng ta đi vì những cái pháp trần tục ở bên ngoài nó lấy quyền cái tâm tư của chúng ta được nữa. Thì chúng ta sẽ thuần theo duyên như thế nào, chúng ta sống tự tại trong cái duyên đó. Khi chúng ta đánh mất đi cái tôi của mình, chẳng phải là không có cái tôi, chúng ta không tồn tại được đâu. Chúng ta thì vẫn sử dụng cái tôi, nhưng chúng ta không chấp vào cái tôi đó, sống càng tốt hơn. Cho nên người ta nói là nếu không có tham làm sao cái người ta có thể sống được. Thật sự khi anh không có tham nó sống cũng làm cả gì được phí vụ lời, làm luôn luôn vì tất cả mọi người, để nó làm thực tiêu tổ, làm bức tượng Phật, anh nhận bức tượng Phật để làm, anh làm nhận công trình đi làm, anh nghĩ về bản thân anh không đi làm sao phải làm hết mình được. Anh đã không cộng hiện hết sức mình đối với nghệ thuật, mà còn đi vào những cái chất liệu của tham lam vào trong đó nữa. Thế như vậy đối với nghệ thuật, anh là một người là coi như ngồi đô của nghệ thuật, hỏi hết hơi đằng nào lời gì nữa. Nếu như mà mình cứ đụng như vậy, mình cứ sống trong cái nghệ thuật đó, thả mình trong nghệ thuật đó, làm thì tự nhiên cái niềm vui đã tan ngập thôi. Có người vấn đề sau này tiền nông như thế nào đó là chuyện sáng, chứ ảnh hưởng với mình. Mà ngay trong lúc mình làm đó, mình bị sự quán tình nó khơi lên cái đầu óc của mình, đó là mới là hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Còn khi nào mình bận thân trong cái chuyện nữa, thật sự ra mình đã đánh mất hết tất cả rồi. Mà người mà có một cái lỗi sống như vậy thì người đó không bao giờ có chỗ sống, nó không nhớ. Rồi bây giờ chúng ta đến bảy pháp thuộc về bậc thiền định, năm năm hết được sáu pháp thuộc về danh thiền định chưa? Rồi vừa mới hỏi mà trả lời được là cứ được cái đó về học được lắm rồi, học rồi học lắm học trước đấy, trước rồi nó trước lắm rồi nè, bỏ từ đó chứ cảnh học không biết được lắm rồi thiệt. Sau đó mình lại tự hiểu tinh thiệt này đấy là đòi hỏi cả vì về hiểu tư duy nhiều cả vì á, về cả vì trắc nghiệm có phải trắng trong tất cả những vấn đề của cuộc sống, tất cả mọi tố giáo trong cuộc đời, và thậm chí luôn cả lời dạy Đức Phật, có 506 cái pháp thuộc về danh chỉ định hay không? Đó. Để mình thấy đến cái sự sâu sắc trình bày trong cái gì pháp chứ không, hiểu không? Mình mới thấy ra điều đó, mình mới thấy cái sự sâu sắc đó. Và mình cũng không phân định được cái gì là tục địa, cái gì là chấn địa trong đó luôn. Chúng ta sẽ lần lồn cũng là bốn tham, nhưng nó có cho đó là chấn địa không à. Và gì đâu sai lắm mà trong đó, nhưng mà thật sự đó là sự sai lắm. Nhớ. Thì cái pháp nhất là hữu huynh chế định. Có nghĩa là những vật đã hữu hình rồi, có hình rồi, có hình, có dạng rồi, chúng ta đặt cho nó một cái tên. Giống như khi á, xin hỏi trước đấy rồi, khi con người mình chưa xuất hiện cái cuộc đời này á, thì cái ý bảo đã hình thành rồi, gọi là cái quả đề câu đã hình thành cho con người mình rồi. Cái cội sống ngoài biển cả đã hình thành từ con người mình xuất hiện ra, đó là cái ý bảo để con người mình nó tải sanh về. Thế giới phải hình thành trước, con người mình mới có chỗ nướng từ sau. Chứ người mình chỉ nướng chỗ mô, thấy không? Thế giới phải hình thành trước. Mà khi thế giới đã hình thành thì có những cái vật đã hữu hình trước đó. Cho nên khi con người tới với nhìn những cái vật đó, cho nên người bắt đầu định danh ra. Đó là cái gì. Thấy không? Đó, vì nhận thức cái này được thế nào?
đó, hình vuông tròn hay là sân nhà cái ao hồ cái cỏ hoa lá, những cái gì đã có rồi. Hai là hiệp thành chế định, là mình sẽ đặt tên cho những cái mà mình chế tạo thành, nó gọi hiệp thành. Đó. Có nghĩa là mình lấy đất hay là lấy cái gì đó mình chế ra thật cao rồi mình làm ra một phần. Cái này là do mình tạo ra rồi mình bắt đầu đặt cho mình tên là biết, mình tạo ra là hiệp thành. Còn cái bàn đây, đâu làm sao có tên cái bàn được? Cái đồng thì sao có chính, có hồn, có đồ rồi mình đặt lên trên bàn. Được cái này nhiều yếu tố, nhưng mà cái gì mình hiểu này, cái tục để gọi là cái nhà, nhưng mà họ hỏi cái gì là cái nhà, thì bắt đầu cả mình bắt đầu đi tìm cái này. Cho nên cái nhà hẳn là tục để hẳn phải là sư phạm. Thầy nghiêng nằm trong rá thì đi. Vì chứ cái nhà mà thiếu gạch á, hẳn ra cái nhà. Thiếu sắt hẳn cũng ra cái nhà. Thiếu cát hẳn ra cái nhà. Thiếu ông thờ nó cũng ra cái nhà. Mà thiếu tiền của cái người chủ đầu tư cũng ra cái nhà. Nó thiếu nước đóng ra cái nhà. Thiếu nặng hẳn ra cái nhà. Nhiều thứ lắm. Đó, cho nên mình đi tìm đến tận cùng của cái gọi là cái nhà, thì mình không thể thấy cái gì gọi là cái nhà, mà cái đó là một tổ. Cho nên con người của chúng ta là một tổ hợp được cấu thành bởi danh vá sắc thân và tâm. Còn cái tối đó, cái tá đó đi mà gọi, đặt đến gọi cho cái tổ hợp đó thôi. Vậy nhìn ra một cái ra cái này. Còn không nghi ngập ra ở đây á, thì chúng ta vẫn uống minh minh thôi. Vì vật đi trong uống tội thôi. Báo cho ra làm sao nữa đó. Tại vì cảm thấy trong cái điện thoại lấy cảm thấy sai, cảm thấy việc đấy là gió tươi. Việc đấy người ta không đặt đấy là cái điện thoại. Chưa có tiếng cái điện thoại, khi điện thoại chưa xuất hiện trong cuộc đời. Nhưng mà có thể người ta sau người ta chỉ thanh rồi người ta mới đặt tên gọi, hoặc là người ta đã mô phỏng đến giấy tờ rồi sau đó người ta đã đặt tên cho nó rồi, thì cái này là nhiều linh kiện được thực thành. Có chỉ gọi là điện thoại đó, điện thoại là cái gì đó, là giả danh để mô tả sự thật đấy nè. Rồi cho nên cái này nằm mà trắng quá trở lại, cái này là giống như là nhưng bị đi gặp vì học này là giống như gọi đâu dư nghe là cắn quá tự lại cầm tứ. Cái pháp này á, nó pháp danh cái thường cắn thường trĩ, chứ không phải là cái pháp như pháp nên là bình thường học như nói là không có ta và tôi không học được. Thì có những người nào mà họ có duyên á, họ thấy đúng biết là họ đang học, thấy đúng là con người mình chỉ là làm tổ hợp cho họ mới học được. Còn đi ra ngoài họ chấp cái này, ai nói chứ họ chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ, chấp đủ thứ, họ muốn ra được thì cái mới học là học được. Đúng. Để một cái chí hệ cho con người tràn đấy, học mới sống ra được tràn đấy. Cái này cho nên các vị học vị sư là sư yêu cầu khí các vị học là các vị ra ngoài tràn á, các vị không phải học vị sư, các vị học không nào sách nào, còn sư là tất cả những cái họ đi phải phạt hết, chứ muốn phạt cái tá đó, chứ muốn phạt sập luôn cái tối đó, chứ làm sao mà các vị muốn đi ra, các vị có thể là khoe khoang về cái học vấn của mình. Mà khi mình khoe khoang đó là các vị tấm tâm của các vị đã khơi đến càng phải tâm kích động, ngoài ra muốn biểu hiện cho người ta thấy rằng trình độ học vấn của mình, mà các vị không biết được cái thực tại đang làm,
mà các vị cứ muốn đi chạy cho ra được tục đệ. Đó là sai lầm rồi. Cho nên người ta hành không hành nổi, chứ còn hành không nổi cái này đâu. Đó, anh ở trong thực tại, không thể nào ở trong thực tại được. Anh phải chạy cho ra được ngoài kia để phổ diện bằng ngã cho mình đấy. Nuôi lợi người bằng ngã để cho người đó cho anh một nụ cười, cho một lời tạng dương đấy. Anh phải thấy sướng trong người. Nhưng mà cái là ảo, anh luôn luôn đi tìm cái đó. Nhưng anh không biết rằng mọi những người xung quanh anh vượt anh chế anh thì sao? Anh nói ra mà họ không thực thức mà chế lại thì sao? Cho nên anh luôn tìm kiếm và đối phó. Thì tìm kiếm và đối phó là đã làm được. Đã là khổ đau, không tự tài được đâu. Đó. Làm sao mình đi có thể đi tìm hạnh phúc từ một cái yếu tố thôi? Giống như ví dụ sự tìm hạnh phúc tên luôn. Anh nói có phải là con người bất biến đó. Niềm vui anh phải bất biến đối với sự. Nhưng cuộc đời anh có nhiều cái cần phải xử lý. Cho nên anh có rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Mang nỗi khổ niềm đau tới chú anh cười cũng nổi nữa. Chứ đừng nói là lúc đó là anh bất biến với nụ cười với sự đó. Đó. Cho nên anh sư nhiều sư bị lê thuộc anh và chờ đợi luôn luôn anh để với sư với niềm vui hạnh phúc. Thì cái đó là sư đã sai lầm quả lời nữa. Lối sống quá sức là lật hướng đồng giá tinh thần của đạo. Được. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái ngoài chỉ là tạm bợ cho người thôi, là sự nương tựa ở mức độ nào đó thôi. Còn sự nương tựa trong mới là chính, mới là chính yếu. À, chúng ta cảm thấy riêng như vậy. Ba, chúng sẵn chuyện về đây. Mình có bao nhiêu loài chúng sinh? Ở đây đây chúng ta thấy được bao nhiêu loài? Người là súc sinh thôi. Mà trong súc sinh á, thì cả vì biển dưới biển có bao nhiêu loài? Và trên đất liền mình có bao nhiêu loài? Và có những loài mình vẫn chỉ định chưa ra. Mình có thể thấy hình hài ở nhưng mình chưa có thể chưa biết tên hình của mình. Và có thể bây giờ mình được thấy được hình hài của nó. Không phải. Chưa nói đến bộ đưa ta vào rất nhiều chủng sáng khả. Rồi ở quài trời, quài phàm kiếp. Và những cái tư ngư được đặt ra để chỉ định cho các loài chúng sinh trong chứ trong tam giờ như là khủng khiếp lắm. Vừa sáng nay mà hồi đêm hoặc hồi đêm ai nhìn lên trên bầu trời là thấy các vì sao rất là nhiều. Đó là mới là một, và mỗi ngôi sao đó chỉ được khải như thế trong một dài ngân hà, mà biết bao nhiêu dài ngân hà thầy biết được. Và tất cả những cái gì mình thấy vì sao hay mặt trăng mặt trời cũng mình thải như thế. Và trong một dài đấy mời lên trong một dài ngắn ha đó, trong biệt báo như trung biệt báo như dài mình thấy gọi là được. Thứ là phương hướng đông tây nam bắc, đông nam tây bắc, đông nam đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, rồi thượng hà việt thượng hà đó, mười phương đó là phương hướng, là nói cho mười phương để định cho nó là mười phương. Đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới trên đây này, xuống dưới này, chứ không phải dưới những cỏ mà nghe dưới những nữa. Vì còn qua địa cầu mình là đang đối lên lưng đi chứ còn phải nó dưới mình còn rất nhiều thải những hề dưới mình nữa. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng là mình đi là hết, nhiều lắm.
vô số được đang bay xung quanh mình, thì một ngày nào chạm vậy là cũng mệt lắm. Đó. Chạm cái cũng ngon. Thời gian, thời gian. Thì sự nhân màu thiên thì ngò mui thánh dầu của thời à. Nên tổ ánh. Giờ đến giờ chi anh không? Bây giờ chi rồi? Mở mày ra. Đấy. Chị sứ nói không ăn qua như ngò đó. Thế nên nó gọi là chị định đi thời gian là nó chị sứ ra không được. Không cơ. Qua giờ đó chị sứ được không cơ. Được thôi. Thời gian đó là hiện tại, thời gian đó là tương lai, thời gian đó là quá khứ, thời gian đó là gì? Giờ tỷ, giờ mèo, giờ chim đấy chứ đó. Thấy chưa? Thế thì chỉ định là giờ thời gian như vậy là sắc na, thời gian như vậy là gọi là dây, thời gian như vậy là gọi là phút, thời gian như vậy là gọi là giờ, thời gian như vậy gọi là tháng, thời gian như vậy gọi là năm, thời gian như vậy gọi là thập niên, thời gian như vậy là gọi là kỳ, thời gian như vậy á thì gọi là nhiều trăm năm, thời gian như vậy là gọi là một á tân kỳ hay là một cúng kiếp, thời gian như vậy gọi là á tân kỳ, một thời gian như vậy gọi là đại kỳ. Sau đó chúng ta sẽ học về cái đó, cái đại về các coi, rồi chúng ta sẽ học về nhiều kiếp, đại kiếp là như thế nào, rồi á tân kiếp là sao, chính kiếp là như thế nào nữa. Đó là thời gian này sẽ bắt đầu mở toang, chúng ta mở cánh cửa để được vào toàn bộ những cái vận hành trong mình, ngoài mình. Thời gian không chỉ thời gian này, nhiều thời gian khác chúng ta được. Và cuối cùng á, chúng ta sắp mở lại, chúng ta bỏ quên hết rồi. Rồi về cái thực tại đang là trong chúng ta, cái nghĩa là chúng ta dùng một những cái ngôn từ để đánh thức cái thực tại ở trong ta. Một khi chúng ta chạm được thực tại rồi á, thì tất cả những cái gì chúng ta học, chúng ta sẽ không cần phải rời giờ nó làm gì nữa. Nhưng nếu như các vị học một cách chắc chắn và biết rõ, thì khi mà các vị gặp bất kỳ biến động nào đó, từ đồng tất cả những cái nó sẽ trở về để hỗ trợ cho các vị. Bởi vì không phải chúng ta hoàn toàn tu là chánh niệm là hoàn toàn chánh niệm đâu. Có là chánh niệm nó tròn vẹn một tâm tất ta, nhưng chúng ta cũng tròn vẹn đâu. Chúng ta cần có nhiều pháp hỗ trợ. Thì trong đó cái chánh tư duy là một trong những cái pháp hỗ trợ rất là tích cực. Mà tư duy là chúng ta phải suy nghĩ về những cái trải gì, những cái vấn đề tích cực đó. Mà tích cực đây là liên hệ đến những cái gì chúng ta học để đưa đến sự hy vọng cho chúng ta. Cái đến một vị rằng là tôi nói dạng đến là tôi về thực tại, là tôi về thực tại cũng phải học về được, về đâu được. Không về về hơi thở của mình, chứ xin nói là vừa hơi thở thôi, hơi thở. Ý nói về hơi thở lấy hơi thở để tu thì đây là chuyện mình có một người đó. Chứ lấy cái gì anh tu từ hơi thở anh người ra này. Cái gì mới thật sự là cái thật sự của cái gọi là hơi thở. Đấy đó. Hơi thở chỉ là tiếng gọi để mô tả cái sự thật đó. Sự thật, chúng ta đang nói thật sự thật. Sự thật đấy là chỉnh là cái gì đấy? Sự kiện đó. Thì bây giờ các người nhắm mắt lại, các người nhìn có mà người tìm thấy sự kiện đâu. Tại lúc đó. Mà thấy chưa? Nhìn có thật đấy. Sự thật không phải sự thật đâu. Mà chỉnh là sự kiện đâu này. Cái chất giỏ đi vô đi ra trong lúc mà cảm vị thơ đó mới là sự thật. Nên khi cảm vị ghi nhận cái này này, mới là tiếng tuệ này.
thì sự thật này, chấn đề này, các cái như là mô tả, là cái ngôn ngữ mô tả cái sự thật này thôi. Nên nếu như không biết á, một đời tôi cũng tới được. Sau khi chúng ta sự thật, chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhận khái niệm sự thật này không chứ chết. Cái hơi thở này có biến động không? Chứ hỏi các vị sĩ hơi thở này có biến động được không? Có. Ta có biến động được. Hơi thở là từ mài ra hơi thở. Biến động là sự chuyển động với biến động. Sự chuyển động đấy này, cái này bị biến động này chứ hơi thở biến động chứ. Cái thân tâm của na bị chuyển động chứ na là từ mài là na thôi chứ có chuyển động đó. Ai gọi là na hết? Người đi gặp cũng gọi là na, người khác gặp là gọi na, năm đi gặp là na, năm sau gặp là na, mà đến chết cũng gặp là na. Ngâm đến mừng thơ rồi cũng na. Làm sao mà tu người được, làm sao mà biến động được. Cái thơ mà biến động khải nghiêm túc để nó không biến động. Thẳng thể hiện được tám tưởng được. Nên là mình hiểu rõ cái này này, nó không được. Cái khoa nó nói là tu thiên mới dẻo, tu thiên mới phải học như cái này. Học cái pháp này. Rồi mình biết được là mình tu ở đâu là đúng, mình tu ở đâu là không đúng. Vậy dễ quá. Giống như dùng đau ấy. Đau, dù đau. Đau. Đó. Là tay đau. Xong là đau. Ví dụ này. Anh ông đưa cái tay ra. Để anh đưa ra đây. Để đây đúng không? Sư bẻo anh này. Anh thấy đau. Anh liền đau, đau, đau. Anh ghi nhận đau, đau nghe. Thì lúc này anh đừng ở nơi cái tư đau á. Anh ở nơi cái tư đau chứ không phải ở nơi cái thực tại đâu. Cho nên anh cứ niệm mà cái đau này thì anh bao giờ đổi. Anh đánh mất cái thực tại đấy rồi này. Cho nên á, hành thiền á, mà cứ niệm dơ này, bước này, đạp này, chạm này. Là đó là mô tả cho tiểu tinh của một bước đi thôi. Bây giờ mình từ năm chừng giờ được đạp chạm là tôi này khải niệm này mô tả cái bước chân chứ phải là bước chân này đâu, mà bước chân cũng không trống nữa là một sự chuyển đâu, và khi đến đây là sự sụp chạm nhận cho ra hay nợ cho con ở cái khải niệm chơi không suốt đời suốt kiếp mấy trong trong cái robot vận hành được không biết ở đâu. Đó, xin đòi hợp lý không? Chứ bây giờ, ví dụ mình lên cái tiền trên giờ này, thì mình chỉ ghi nhận lý thôi. Những người ta sử dụng cái ngôn ngữ để mình trở về với thực tại. Mình đừng có bị nô lệ đến cái khái niệm ngôn ngữ, mình đánh mất cái thực tại của mình. Đó là sự mình ngồi đây. Đại thứ sáu là hư không chế định. Nó chế định cho những cái gì mà thuộc về hư không, ví dụ như gì là gọi là gì? Bầu trời, hoặc là không gian. Còn vậy là gọi là gì? Lỗ mũi. Những cái gì nhỏ là đặt tên lỗ, lỗ mũi. Mà khi thời xưa nó không đặt là cái gì mũi cũng đặt phải đặt lỗ mũi. Thế là khái niệm thì đặt ra những cái gì một bên khoảng không. Nhìn như vậy là nói là hầm, như vậy là gọi là hồ. Đó, những cái gì mà thuộc về hư không hay lỗ chính là hư không chỉ được. Thứ bài là gọi là kiếm việc chỉ được. Chế định cho một cái điều, một cái vấn đề tiêu biểu nào đó. Ở bạn hiểu này, là cơ tổ quốc này, hoặc là một biển sự nào đó để mà tu tập. Thì người ta để cái biển cái trường học này, hoặc là anh mở ra một cái tiền gì, anh phải để một cái bạc ra, họ đi biển anh muốn làm cái gì chứ. Đó là tiêu biểu chế định. Cái LV này. Thì trong tất cả 13 pháp thực tế này, Đức Phật đã trình bày
liên hệ đến những cái gì thuộc về thân thể và tinh thần. Thế cả về cái suy xét ra có thể những cái gì Đức Phật dạy có phù hợp với những cái gì mà các mình đang sống trong cái thế giới này không? Còn cảm gì mà cảm thấy phù hợp, cảm gì có thể bỏ qua, cần thiết. Thế à? Còn nếu mà cảm thấy phù hợp quá, thì mình sẽ thấy lúc đầu á, có một cái gì đã đồng qua tâm thức của mình này, và mình thấy rằng bốn này mình thấy cần thiết. Thế à? Thế còn nếu như hẳn có một cái gì lối cuộn của cảm gì, hẳn có một cái gì làm cho cảm gì bị hiểu kỳ và tò mò, thì cái đó là ngay cái thời điểm ban đầu á, cái ấn tượng ban đầu là mất, và ấn tượng ban đầu mất rồi sau này khó đi tiếp. Còn nếu như ấn tượng ban đầu mà tốt mà gặp thì cảm thấy cái môn học nên còn cái gì đó gây ấn tượng với mình á, thì sau này thấy mình không chỉ dừng lại những cái học ở đây mà gặp thì còn về, gặp thì còn nghiên cứu nữa, tìm tòi nữa, nhiều những tư liệu khác nữa. Vì toàn bộ những cái gì sứ dài là sứ muốn đánh vào trong cái cuộc sống hàng ngày của các vị, cái sứ không muốn đi theo thời gian sứ người không tất cả người sứ muốn này. Hôm nay chúng ta sẽ mở ra một tí ở trong tâm của chúng ta, đi không thể một lúc mà chúng ta gỡ ra nhiều lớp ta kiện ở trong mình. Thì cái quan điểm về cái tối người ta là sâu dày, mình hàng tỷ tỷ đại kiếp trong vòng sinh tử luôn thôi. Bây giờ chúng ta gờ ra, chúng ta tư tư về một giờ đi công vụ học lên đến công vụ. Bởi vì khi gặp vị học là gặp vị đấng hành, khi gặp vị học này này nó gặp vị chứng đạo nhắn nó những thời xưa Đức Phật như ta nghe pháp như ta liều ngô nhắn nghe là nghe về cái tấm chỉ tròn vẹn những gì gặp vị đáng cái tròn về này cũng là chánh niệm chứ đâu cần gặp gì bị ngồi đứng mua đoan gặp gì bị chánh niệm đâu. Thì khi gặp đi lặng nghe như vậy bỗng nhiên nghe một cái sự hiểu biết được hình thân trong tâm của các vị không qua bất kỳ một cái lắng tĩnh của suy nghĩ nào từ từ nào ấy, thì đó gọi là quyền gì cả. Con gặp vì nhiều gặp vì con tương tương giống như nghe đó, nó nghe pháp thì như lặng nghe không để ý cái gì hết, chỉ để ý thôi pháp thôi, tự nhiên thì điều biến thành thật. Cái ngày đầu gọi là tình giác, sự hiểu biết giúp cho mình được giác ngộ ở một góc độ nào của cuộc sống, thì làm thế nào thì mình đứng chỉnh ra mình đáng có tư giác thực sự, tư giác đi có phải là do tưởng hay tư giác đi thực sự có tư giác là rất dễ sống là biết ra sống là biết à, phải thể hiện tư giác trong cuộc sống của các vị tại đó mới tư giác thực sự. Còn nếu như khi các vị hiểu được một cái gì đó khi sống với những người khác, các vị cảm thấy tự hào về mình, phố diện cái tá quá lớn, thì gặp đi việc tê giác đó là do tường, không phải là tí, không phải là tí, tê giác đó là từ gặp đi tương từ ra thôi, không phải thật sự là tê giác, bởi vì nó đã gọi là tê giác nó là một công năng, nó đào phai một số phiên nào trong cuộc sống của gặp đi á, giúp các gặp đi sẽ sống tốt hơn, hài hòa hơn, nhẹ nhàng hơn. Và làm cho những người thân xung quanh của các vị, khi tiếp xúc của các vị là có niềm hạnh phúc của bình yên. Còn khi mà các vị học bất kỳ cái gì cũng biết, hành bất kỳ cái gì cũng biết, mà khi các vị chờ về cuộc sống gia đình, các vị làm đạo luôn sống gia đình của các vị, thì xin thưa các vị sai quá lớn rồi, sai quá lớn. Bởi vì các vị phải biết rằng các vị đang ở đâu, ở trong hoàn cảnh nào, và các vị sẽ ứng dụng những cái pháp này ở trong hoàn cảnh đó. Các
chẳng phải là kêu mà về cái ý chân để là bỏ hết tất cả tục đế rồi cùng là nghỉ tá đấy là tu hành được rồi, cho nên là những cái vấn đề của thế gian là mình không chấp nhận được nữa, cái nó sai lắm, cái này là mới định thế là gọi là chấp và cái kiến thức của mình nó phải không. Mình định thật cái thích của trời đi, mình chỉ bị ả mạnh bởi cái tư tưởng này, cho nên là thích nó tạo đó, lan nhiều nước nước ông Long thì thích quá thôi, thích cái mức độ bên lời ngán đó, cái sự sống thì thích cái đó nó cũng còn hơn cho ngon á. Mà bây giờ mình để mình thích lợi mình cứ đeo bả với mình chứ mày cứ thù được mày thì chú cái đoại vô đoại thì ăn cái đó chứ ăn rồi nó luôn luôn như con nó còn đoại không ai biết hết. Anh có một mức độ nào đó mình nhìn vào mình và rõ thì mình chưa đủ những công năng như vậy. Và mình hiểu như cả vì làm như vậy thì cả vì trở thành một cái sự đẹp đẽ. Thôi bây giờ học được một tiếng đó, một tiếng hai mươi phút rồi. Dạ. Bây giờ tự gọi đi hỏi đi. Hỏi cho rõ. Học trong cái việc này có gì thắc mắc? Tại vì như vậy là cần còn nhiều là cả vì cũng chưa dành thời gian để mà học cái môn này đó nghe. Con là hơi thở, sự thở đến đó. Đầu tiên liên tục, không phải. Đầu tiên liên là chỉ là quá khứ, thì về thôi. Còn cái thực tài đang khởi sanh trong đạo vị, thì là phòng của tao. Thì phải ghi nhận cái điều này đi. Chứ có một đạo vị lúc đó quay về sự thở, là đang hạ phòng tâm, là sai lầm. Thì con đường của thiên đình, con đường này là con người, là con đường của thiên đình. Và con đường của thiên đình là không ghi nhận sự thật, không ghi nhận hơi thở, không ghi nhận hơi thở, ghi nhận sự thật. Lúc cả vị phòng tâm, khi mà cả vị trở về với hơi thở, thì cả vị đang làm phòng tâm, trở thành cuộc dân có trong tâm thức của cả vị, là như cả vị trở thức an. Tạo nhiều như hai cái này mà nó đổi lập nhau, vì tao cho cái sự đổi lập giữa hai cái răng này trở thành một cái đổi thái ác liệt, một với một tâm chuyện khốc liệt của nó. Và sau một thời gian thì các vị sẽ thấy được đến cái bà hồi chính mình đâu, các vị nó sụn lặng răng ra nó bùng, các vị nó sụn mềm, các vị sẽ cảm thấy nguồn năng lượng của các vị lúc này nó tiêu hao sạch mệt mỏi cung cực. Các cảm thấy bắt đầu xả thiên, các vị chỉ chơi nằm nghỉ và hai nữa chúng ta có một cái sai lầm lớn nữa là khi chúng ta đang quan sát sự thờ hay không chỉ quen hay thờ hay chỉ thì sử dụng được cái gì đó. Bởi vì chúng ta dùng thực để quen, nhưng mà khi chúng ta hành thì nó là những việc trở về với sự thật của hơi thở là gì là mới đúng. Thì chị đang quan sát hơi thở, bởi vì chị cho cái hơi thở là trọng, cho nên chị sẵn sàng đối kháng với tất cả mọi cái đối tượng khác tới với chị, đó là sai lầm thứ hai. Được chưa? Cho nó trọng á, và khi mình cho cái này là trọng, có phải không? Đối tượng mới trồng hơn những đối tượng khác, thì khi những đối tượng khác đến thì mình chối bỏ. Thì cái đó là cái sai lầm. Nhưng mà cái này mình muốn duy trì thì là duy trì cũng được, cái mình muốn chối bỏ thì cái để liên tục, cái là có hợp lý hay không? Mình tự hỏi trong cái sự tu tập mình như vậy có hợp tình hợp lý hay không? Hay mình để sai ở cái chỗ nào rồi? Mình đã quá sai.
nhé. Bởi vì xin thưa với các vị, tất cả những cái gì trong sự tu tập của chúng ta liên hệ đến đức sắc về đối tượng phải đi vào thể bình đẳng, được đưa lên bằng cân là bình đẳng như nhau, thì chúng ta mới thể nhập tinh thần vô ngã được. Còn khi các vị đã chọn lựa một cái gì rồi á, thì đâu còn là đã dính mắc vô ngã. Chọn lựa là đã dính mắc vô ngã, cho cái đó là thường hằng bất biến rồi. Chứ còn các vị thấy cái gì cũng định và đi, cái gì cũng gió duyên mà sinh lên, thì các vị có cái gì đâu mà phải là chấp cái này là trồng, chấp cái kia là không trồng đó. Không có. Bao giờ có cái tương tự đó là sai lầm. Sai lầm nữa. Vì vậy thì các vị muốn hiểu này, sẽ cho các vị một cái định tính tưởng hay là luôn tiền chị mà hỏi cái sư dạy thêm cho chị vậy đó. Định tính tưởng thì có chúng ta có thiền và bất thiền, thiền và bất thiền. Nhưng đừng đến cái bản thể của cái thiền ấy, bản chất ấy, của thiền và bất thiền, thì nó cùng một bản chất đồng nhau, gọi là gió duyên mà khởi, gió duyên mà diệt đấy. Thấy chưa? Cái con nó hiểu như chúng ta cái chấp tưởng, chúng ta bắt lấy thiền, chấp lấy thiền cũng là sai lấy thiền. Mà bò không chấp nhận cái bất thiền cũng sai với cái bất thiền. Chấp cũng sai mà bò cũng sai. Mà đứa nó vào một thể bình đẳng với nhau trong cái bản chất ấy, để rồi khi nào đến cái thiền thì chúng ta cũng không vui mừng mà bình thản chỉ nhận nó. Khi cái bất thiền nó đến chúng ta cũng bình thản với cái chuyện đó. Cái đó mới là nào. Còn ngoài ra không có cái gì gọi là đào ấy. Nếu mà đào đứa để giặc ngôi giặc hoặc mà lia ra khỏi cái hiểu biết này thì đó không phải gọi là đào. Nhưng thưa ơi các vị, bởi vì các vị đã biến cho cái pháp nó trở thành chi? Phân biệt đối đại rồi. Mà thế giới này đối đại và phân biệt là thế giới của nhì biến, thế giới của so sánh, thế giới của tròn lừa. Mà tròn lừa là rơi vào ngàn chấp. Người này có đẹp, người này xấu, người này cao, người này thấp, người này như thế này, như thế khác, thì chúng ta đã tròn lừa rồi. Thì phiền lắm, đâu phải sao. Còn chúng ta đưa một cái ánh sáng của chân lý vào cái bản chất của người đẹp, người xấu, người tốt, người cao, người thấp, biểu là cùng một thể đó là tiến trình của danh và sắc. Tiến trình của vật lý và tâm lý. Thì chúng ta mới buông đi được những cái ngã chấp đó được. Lìa ra khỏi ngã chấp đó được. Đó mới là sự đưa đến sự tự tại bên yên trong chúng ta. Vì nhận cho ra được cái này chứ này. Đó. Cho nên phỏng tâm, khi mà các vị cho sự hơi thơ là trồng, thì phỏng tâm mới tha mới sánh hay ổng trồng gì biến hay bất cứ một cái gì để cho các vị cảm thấy khó chịu lên. Đấy đã là một vấn đề rồi, khó chịu nữa là hai vấn đề nó chồng lên nhau. Thì khi khó chịu rồi á, thì các vị cũng biết làm gì nữa đâu. Chỉ là vần hành lúng túng bèn ở đâu á. Để cuối cùng cho tạc đồ, cho thoát cho ra khỏi phòng tâm đấy này. Vậy luôn nó ra khỏi phòng tâm đấy. Mà không biết rằng chỉ cần chấp nhận phòng tâm thì tự nhiên phòng tâm nó ra. Một cái gì đơn giản như vậy thôi. Ông nghĩa anh không có phản ứng trái chiêu với sự phỏng tâm, mà anh chấp nhận rằng mình đã có sự phỏng tâm thì phỏng tâm nó trở thành áp lực cho cuộc sống của mình nữa. Tại ra rằng mình khi mình chấp nhận một kẻ thù mà mình thì mình bắt đầu không cảm thấy phản ứng tiêu cực đối với kẻ thù ấy. Ta mới gọi là đào nữa. Còn không là mình đi cái đào nhỏ chơi đó.
Ví dụ mình ở bên gần một cái đồng rác hay là đến một đoạn đường quá vô ghê, nếu mình chấp nhận thì biết bao giờ mình hết khổ đau đấy. Bao giờ? Cũng là cái năm mình đợi 10 năm. 10 năm đồng rác được dơi đi sẽ đồng rác học, sẽ được đến đâu. Nhưng vấn đề khác cuộc sống mình sẽ gặp chứ làm sao gặp được. Trong cuộc đời không chỉ là đồng rác, không chỉ là con đường gô ghê, mà kinh tế cũng tạo nên nhiều sự gô ghê, nhiều đồng rạc trong cuộc sống của mình, ngành nghề này, ngành nghề khác, ngành nghề nọ cũng tạo rất nhiều đồng rạc cho mình. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên nếu như mình không chấp nhận những nghịch cảnh trong cuộc đời này thì lúc nào mình có thể chính ra những trạng thái tâm tiêu cực. Mà tiêu cực đó là đâu chỉ ta phá riêng bản thân mình, vì mình có dư cái tiêu cực là nổi trong tâm không? Mình sẽ nói ra những người khác bằng những chất liệu tiêu cực. Khi những người khác họ nạp cái năng lượng tiêu cực vào rồi thì họ trả lại bằng những lời nói tiêu cực, tiêu cực trong mình nó sẽ bùng phát lên nữa. Đó. Nên phải có một cái nhìn thật sâu vào trong cái cuộc đời của chúng ta, là sợ gì chúng ta sống trong cuộc đời này, cái xã hội như vậy, kinh tế như vậy, chính trị như vậy, tất tất mọi thứ điều như vậy là có một cái vận hành đã đứng theo nhấn số viên của nó. Chỉ cần bây giờ mình không thay đổi được tất cả những cái gì đang diễn ra, nhưng mình có quyền thay đổi thái độ của mình nữa. Thay đổi thái độ chính là thiền. Thay đổi thái độ mới chính là thiền. Mới đứa gặp đi đến giảng ngôi giới thoát, hoặc là tự tài nghe chú giảng ngôi giới thoát, mình có nghe đi là mình sống mà mình cảm thấy không bị những cái vấn đề gì trong cuộc sống này nó tạo áp lực cho mình, đó là giảng ngôi giới thoát. Với sự giảng ngôi được kéo dài bao nhiêu thì cảm thấy sẽ được giảng ngôi giới thoát bấy nhiêu. Hay giảng ngôi trong một sắc na có thể có được không cái đó, rồi bắt đầu những sắc na kế tiếp mình sẽ đi vào thôi. Yeah. Cái vấn đề này sẽ đi sâu hơn nữa. Ở đây nữa không?